Xin chào các người bạn yêu quý của Thanh Tâm. Mình là Thanh Tâm, là nhà đào tạo kinh doanh theo mạng. Khát khao cháy bỏng của Tâm là hội tụ 990 anh chị em kinh doanh theo mạng khắp mọi miền Tổ quốc để cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, để cùng nhau làm giàu cuộc sống. Ước mơ cháy bỏng của Tâm là hội tụ những anh chị em khát vọng tự do, muốn giúp đỡ người khác và những người yêu sức khỏe, để cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và hôm nay Tâm chia sẻ cùng với anh chị em mình một cái chủ đề là lý do tại sao chúng ta bị bệnh. Thì mình sẽ tìm ra nguyên nhân gốc rễ mình bị bệnh là từ ở đâu. Ví dụ như là những cái căn bệnh hiện tại ngày hôm nay, những căn bệnh không lây, đó là mình phải kể ra là ung thư nè, tim mạch nè, rồi tiểu đường nè, rồi cao huyết áp nè, rồi bệnh xương khớp nè. Rồi ngoài ra có những cái bệnh lặt vặt kia nữa đó. Như vậy thì mình tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ là tại sao mình lại dẫn đến những cái căn bệnh như thế này. Khi mà chúng ta bị bệnh như vậy á, là chúng ta tìm đến là Tây y để chúng ta chữa trị. Nhưng mà khi Tây y chữa trị cho chúng ta rồi á, thì chúng ta lại nghĩ rằng á, là chúng ta đã được điều trị tận gốc. Ví dụ như là chúng ta có những cái u nhọt, chúng ta vào trong bệnh viện ở Tây y họ cắt cái u nhọt đó đi cho chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã điều trị tận gốc rồi. Nhưng mà chúng ta không biết được là nó đang âm thầm bên trong của chúng ta, để nó sẽ chờ cái cơ hội, nó sẽ phát huy lên một cái căn bệnh khác đó. Như thế, như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ là lý do tại sao mà chúng ta nó dẫn đến chúng ta bị những cái căn bệnh như thế. Thì ngày hôm nay phải kể đến nè, là thứ nhất là thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm bẩn. Như ngày xưa là chúng ta nuôi con heo là có thể là từ 6 tháng cho đến 9 tháng thì chúng ta mới xuất chuồng được, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta nuôi là chỉ từ 3 đến 4 tháng là chúng ta đã xuất chuồng rồi. Rau nè, rau thì sau một đêm thì nó to, nó bự ra. Gà nè, gà thì ăn những cái thuốc tăng trọng, tăng trưởng, rồi kháng sinh, rồi dư lượng kháng sinh nữa. Đó là do thức ăn là kém chất lượng. Rồi cho chúng ta ăn thêm nữa là chất bảo quản nè, rồi phẩm màu nè. Đó, những cái thực phẩm ngày hôm nay đó nó rất là tràn lan ở ngoài thị trường. Thì chúng ta đã xem cái truyền thông đại chúng là chúng ta biết được về thực phẩm này ha. Chúng ta ăn là những cái thực phẩm kém chất lượng. Rồi đó là thứ nhất là về nguồn thực phẩm. Cái thứ hai nữa là về nguồn nước. Nguồn nước ngày hôm nay là đang báo động là nguồn nước là bị ô nhiễm rất là nặng. Và trong nước thì mang theo là kim loại nặng nè, rồi những cái thuốc trừ sâu nè, rồi những cái nước thải từ bệnh viện ra nè, rồi những cái ấu sinh trùng đó chúng ta uống vào bên trong chúng ta. Đó là thứ hai là nguồn nước. Và thứ ba là không khí. Ngày hôm nay là không khí, là những thành phố lớn đang là báo động đỏ, là như thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn, là cái không khí rất là ô nhiễm rồi. Và không khí thì chúng ta không thể nào tránh được, đúng không ạ? Có thể là thực phẩm và nguồn nước chúng ta cũng có thể xử lý được, nhưng mà không khí chúng ta không bao giờ xử lý được, là về cái không khí đó. Rồi cái thứ tư nữa là về chúng ta stress. Ngày hôm nay là cuộc sống của chúng ta là sống nhanh quá, chúng ta lo về rất là nặng về cơm áo gạo tiền nè, về công việc nè đó, cho nên là áp lực stress đó là dẫn đến là gọi là độc tố từ bên trong cơ thể của chúng ta sinh ra. Như đó là cái nguồn độc tố thứ tư. Và cái nguồn thứ năm nữa là ngày hôm nay chúng ta là ăn là dư độc tố mà lại thiếu vitamin và khoáng chất. Như vậy thì chúng ta tìm đến cái quyển sách mà bí mật ở trong cái của xác chết đó, bí mật xác chết của một cái người giáo sư tiến sĩ của người nước ngoài, Tâm không nhớ tên. Thì chúng ta tìm đến cái quyển sách đó, chúng ta đọc thì chúng ta biết là lý do vì sao con người chúng ta thiếu vitamin và khoáng chất, thì chúng ta cũng dẫn đến là bệnh tật đó. Chúng ta ngày hôm nay là đang báo động chúng ta là thừa độc tố mà thiếu vitamin và khoáng chất rất là nhiều. Và Tâm cũng vô cùng may mắn là Tâm đã biết đến tập đoàn chăm sóc sức khỏe CBD. Thì Tâm đã sử dụng sản phẩm
của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri là một cái sản phẩm được lấy từ vùng đất rất vô cùng quý giá, đó là Siri, và nhập khẩu từ Nga đó. Tâm đã sử dụng là hơn một năm nay rồi, và trước kia là Tâm có những cái bệnh viêm xoang mãn tính nè, rồi đau nhức xương khớp nè, rồi viêm dạ dày nè, rồi trào ngược thực quản nè, rồi da thì sạm nám nè. Nhưng mà từ sau khi Tâm sử dụng sản phẩm đều đúng đủ theo cái chương trình độc quyền của tập đoàn Siri, đó là chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng, đó là một cái chương trình độc quyền của tập đoàn Siri. Thì ngày hôm nay là hầu như là ta những cái mà ta mới vừa kể trên đó là giảm được là 98% đó. Cho nên là Tâm vô cùng biết ơn đến tập đoàn Siri, cũng như là biết ơn đến người đã chia sẻ cái sản phẩm này cho Tâm, và vô cùng biết ơn đến hệ thống S69 là trường đào tạo kinh doanh thêm mạng đó. Tâm vô cùng biết ơn và nhân đây thì Tâm cũng làm một cái video clip ngắn này để chia sẻ cùng với các cô chú các anh chị và các bạn. Nếu như mà cô chú các anh chị và các bạn thấy chung quanh mình có những cái vấn đề, những cái mà Tâm mới vừa kể trên, thì chúng ta cùng hợp tác, cùng chia sẻ để chúng ta cùng nhau góp sức vào để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và nếu như cô chú các anh chị và các bạn mà xem video clip này thấy hay, thấy ý nghĩa, thì hãy chia sẻ cho người bạn của mình cùng xem, và nếu hay hơn nữa thì hãy đăng ký và cho Tâm xin một like và một chia sẻ, để mình cùng nhau làm giàu tập thể, để cùng nhau mình giúp cho những người xung quanh của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú các anh chị vào video clip kế tiếp.